Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lạc Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì mời các bác anh chị chúng ta cùng nhau ngắm hoa của cái chậu kiếm trắng Thái Nguyên này. Đó, cây đang hoa cực kỳ đẹp luôn, mời các bác anh chị chúng ta cùng ngắm nha. Và ngoài ra, ngoài chậu trắng Thái Nguyên ra thì em còn một cái chậu kiếm trắng Tuyết Ngọc nữa. Cây này thì đã hoa tại vườn rồi, thì các bác anh chị nào chúng ta có nhu cầu sưu tầm một trong hai chậu hoặc là cả hai chậu thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750258, bác nào ở gần thành phố Vũng Tâm thì có thể tới vườn ghé lấy luôn nhé. Rồi trước hết thì xin giới thiệu mọi người là chậu kiếm trắng Thái Nguyên. Đây là một cái giống kiếm đột biến rất là quý hiếm của Việt Nam mình. Và hiện tại thì có cây bông trên hoa trên chậu luôn, thì mọi người có thể chúng ta được ngắm hoa trực tiếp luôn nha. Mọi người sưu tầm được một cái chậu lan kiếm đột biến đã rất khó rồi, và kiếm được một cái chậu mà nó đang có hoa ở trên chậu như vậy thì càng quý giá hơn nhé mọi người. Về chúng ta yên tâm có thể là chăm cây, chăm sóc cây rồi sau này chia giống làm kinh tế nha. Đây mọi người cùng với em xem cái hoa nó đẹp cỡ nào nha. Kiếm trắng Thái Nguyên và trắng Tuyết Ngọc là hai cái cây lan kiếm đột biến thuộc dòng kiếm lô hội nhé mọi người. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì mọi người chỉ cần ngắm hoa nó một lần thôi là nhớ mãi nha mọi người. Đây đẹp không? Đó, cánh vàng và lưỡi trắng, trắng vàng rất là tinh khôi nhé mọi người. Cùng với đó là cái cần hoa rất là sai hoa. Đây mọi người xem nè, xem một cái cần nữa. Đây mới chỉ là một cần thôi, tới cái mùa nó là nhiều khi cây nó nở một lần 4-5 cần vừa hoa mọi người, rất là đẹp. Này các bác anh chị chúng ta đặt ở bàn rồi chúng ta ngồi uống trà, mời anh em bạn bè tới cùng nhau ngắm hoa thưởng trà là rất là tuyệt vời nha. Ngoài ra cái giống này thì nó đẻ rất là nhanh mọi người. Một thân nè, từ một thân nếu mà các bác anh chị chăm tốt thì nó thể qua một năm nó có thể đẻ lên tầm tới 7-10 thân luôn á. Rất là kinh dị. Cái loại này thì nói chung là làm kinh tế mà chúng ta chơi hoa, ngắm hoa, mọi người kiếm một cái giò nái trấn vườn cũng rất là tuyệt vời luôn mọi người. Rồi kiếm trắng Thái Nguyên nhé, hoa đây, đây. Đó, đã chưa? Nói chung bên em bán kiếm thì mọi người cứ yên tâm, bởi vì những cái cây mà em chăm trồng chăm sóc thì nó đã hoa tại vườn rồi, hoặc là bán cho các bác lúc hoa đang nở luôn, nên mọi người yên tâm về chúng ta làm giống, không phải lo lắng về các vấn đề là sợ sai cây sai hoa nhé, bảo hành tuyệt đối cho mọi người. Rồi cái chậu kiếm trắng Thái Nguyên này thì có giá là 8 triệu nhé mọi người, 8 triệu thì tổng cái số thân của nó là em đếm rồi, cả thân cả măng á, thì nó là được 15 thân nha. 15 thân, ngoài ra thì còn có thêm 2-3 mầm nữa. 2-3 mầm đang nhú rất là đẹp nha. Đây, trò cực kỳ to khủng, giá có 8 triệu thôi mọi người. Sưu tầm lấy một chậu về chúng ta chơi nha, bởi vì kiếm là cái xu thế của năm nay. Trồng trong vườn nhà hoa nó vừa đẹp mà nó vừa sang. Rồi, kiếm trắng Thái Nguyên này em bán nguyên chậu nha mọi người, giá là 8 triệu nha. Bác nào mua thì liên hệ với em ha. Rồi thứ hai là cái một cái lan kiếm đột biến cũng hoa đẹp không kém, đó chính là kiếm trắng Tuyết Ngọc nhé mọi người. Đó, cây này thì đã nở hoa tại vườn rồi, về các bác anh chị chúng ta hoàn toàn là chúng ta yên tâm trồng chăm sóc. Và hiện tại thì để em đếm số thân cho mọi người xem nha, thân lớn được 1, 2, 3, 4, 5 thân lớn nha, ngoài ra được một thân nhỏ nè là 6 nè, thêm măng nữa 7 nè, thêm măng nữa là 8 nè, đó tổng cộng là tới bên đây nữa thêm măng nữa là 9 nè mọi người, thấy không? Rồi, nguyên một chậu đây nha, về mọi người trăm năm sau là thế nào nó lùm mấy chục cây, giờ xem cái cây này đẻ kinh hồn lắm. Đó, và hoa nó đẹp nữa mọi người, hoa cực kỳ đẹp luôn. Nhắc tới cái dòng kiếm đột biến Việt Nam thì phải nhắc tới trắng Thái Nguyên với Tuyết Ngọc, hai cái cây cực kỳ nổi tiếng, hoa đẹp mọi người. Đó, làm một chậu trong vườn nhà thì khỏi phải bàn luôn ha. Rồi đây, rồi cái chậu này thì có giá là 4 triệu nhé mọi người, 4 triệu các bác anh chị chúng ta mua thì em sẽ gửi nguyên chậu cho mọi người về luôn, mọi người chỉ việc về treo thôi. Rễ nó rất là khỏe rồi, thì sắp tới nó đẻ rất là nhanh nhé mọi người. Mọi người lưu ý là cái thằng này đẻ cực kỳ nhanh luôn nhé. Năm nay được 8 thân, 8, đâu cả, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân nha. Đó, 9 thân đi. Thì năm sau thế nào nó cũng phải rơi lên tầm 3-40 thân là bình thường nhé mọi người. Qua một năm thôi. Về các bác anh chị chúng ta làm một chậu thật bự, chúng ta chơi tác phẩm, năm sau lúc cây nó ra vòi hoa chiểu sai ra nhìn đẹp lắm. Rồi chậu này thì có giá là 4 triệu nhé mọi người, kiếm trắng Tuyết Ngọc. Rồi hôm nay thì em có hai cái chậu này thì gọi cũng là gọi là cực phẩm của lan đột biến của rừng Việt Nam mình rồi, thì bác nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750258, số này em xài mấy năm nay bán trên kênh rồi, bác nào hay mua thì chắc có lưu ha.
Rồi, bác nào ở gần thành phố Tum thì có thể ghé tới lấy. Còn bác nào ở xa thì em sẽ nghiên cứu cái phương án, một là gửi xe, hai là gửi bưu điện nha. Nói chung là mấy cái hàng này thì em đóng gói rất nhiều rồi, nếu mọi người cứ yên tâm là tin tưởng giao cho em ha. Rồi, mọi người ngắm lại lần nữa kiếm trắng Thái Nguyên nha. Chậu này giá 8 triệu nha mọi người. 15 thân và 2 tới 3 mâm nữa. Rất là nhiều, đẻ nhanh lắm. Cây nó to đẹp nè mọi người. Đây, xoay một vòng cho các bác chị xem nha. Rồi. Đây, còn đây kiếm trắng Tiếng Ngọc 4 triệu. À, thằng này là hoa tại vườn nha mọi người, yên tâm nha. Chuẩn cây, chuẩn giống, bảo hành tuyệt đối nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bác nào có muốn ngắm vườn em tí không? Đây, trong vườn thì nói chung cũng nhiều kiếm lắm, nhưng mà có hai cây này đặc biệt nè. Khoe với các bác một tí, để bữa nay em làm clip riêng về hai chậu này. Thứ nhất là siêu phẩm vị hoang lá 6 sen nha mọi người. Cái chậu này thì em nghĩ là Việt Nam mình thì chắc số lượng các bác anh chị có cái chậu đẹp như vậy thì nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha mọi người. Bởi vì vị hoang thường thì lá nó chỉ 3, 4 hoặc 5 sen là cùng thôi. Còn luyện lên được những cái chậu mà 6 sen như vậy là cực hiếm nha. Cái chậu này có thể là gọi là đẹp nhất ở trung tâm rồi á. Còn trên cả nước thì em không biết, không biết sao. Bác nào có chậu đẹp hơn thì chúng ta bình luận dưới comment nha. Còn đây, ngoài ra thì còn có một cái cây vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh cũng vậy, lá bình thường nó nhỏ lắm, luyện lên được lá 6 sen như vậy cũng là gọi là công khổ luyện cực kỳ luôn mọi người. Đây, nhìn từ xa cứ như kiếm Phan Chí mọi người. Mông to nha, lá côn ngắn nha, lá 6 sen. Rồi, lá 6 sen cực hiếm luôn. Chậu này cũng thuộc dạng đẹp nhất con tôm hiện nay rồi đó, đối với cây kiếm vàng Tây Ninh. Ngoài ra còn xanh Huế rồi nhiều lắm. Rồi có gì em quay sau ha. Rồi hôm nay bán hai chậu đây thì các bác anh chị nào mua thì liên hệ em nha. Đại 0384 750 258. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ.